súc vật thật đấy. Chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục live, mong các bạn xem và ủng hộ mình. Con nó quét sửa danh không chết bao giờ à? Về đi liên tục. Nhưng mà về đi như này không thì như này mình sẽ đéo gửi được luôn đấy. Trước có con như thế mấy ngày thì được. Mấy ngày nó từ mấy ngày nó mới mở được. Kiểu nó cốt thì nó quá nhiều quá rồi. Ở mèo ấy tới đây phải tháo đây rồi. Mèo ấy
Nhưng mà nó không bị chết. Nó không bị chết bao giờ á? Nó cứ ven đi lại được á? Ven đi lại vào được. Nó bị đi ra rồi, nó lại vào được. Thế gì? Anh đưa cặp lên hết đi, để cặp lên đi. Đúng rồi, đưa cặp đi. Để lâu mốc ấy. Để tao cứ trông vào buồn đấy. Mà anh đưa cặp lên đi. Đi, đi. Từ chân. Đấy, ok chưa?
qua mua cái bánh mì ở cái chỗ dưới này này anh ạ. Quần bà dài kìa, ngay đây ra. Phải. Cày thế. Sao? Đang vội để chớ bà. Mà không biết ở đâu mình không có tiền mặt mình chuyển khoản. Thế là chuyển khoản xong không? Xong bà bảo cháu chuyển xong rồi nhá. Cứ chuyển đi. Chuyển xong ông già ra ông già bảo đâu chuyển đâu. Xong mình vào check lịch sử đây của cháu chuyển tiền rồi. Không ông mày đi. Cả đời chuyển tiền. Phải có chữ thành công thì mới chuyển được chứ đây trừ đâu nào. Của ông mới nhận đến đâu mà chứ. Thế sao mà thế nào? Cái hợp gì? Chuyển thêm cho. Lại chuyển lên cho. Bạn phát nữa. Chuyển cho 17.000 nữa. Nhưng phát sau là đến nhận được. Không phải phát sau nhận được mà ông phải nhìn thấy chữ thành công. Cái bill ấy. Cái bill ấy. Không thì không. Không coi như là không ấy. Ừ. Có nhỉ. Ừ. Ừ, phải trong Nam thì đúng qua cái cầu ra bảy quẳng luôn. Nam luôn nhìn thế tội. Tối ấy hay gì? Tối ấy. Hôm qua nữa. Nói gì? Bạn phải hết một lượt mấy cái con trong phố đó con mình thường thánh học một phát.
50 ra còi bắn cháy rất. Bọn em đã đi biết chân em. Thank you.
Rồi hạt trăm rồi. Rồi hai con gà mái quá. Làm âm lên được gì nữa? Được tí nào thôi. Kiểu vừa cài vừa chết, thế xong rồi con chờ nó luôn. Mẹ cài cái đéo gì? Đi ăn thì ăn. Thank you.
Mình con đầu này. Kiểu gì ấy cơ đấy, ba con Samsung bắn được một ba con Hero hay do điện thoại được.
Để sao rồi tao sửa băm. Tôi sửa băm được máy ngâm ít thì được. Chứ con nào ví dụ trước kia nó đã từng bắn 10 rồi nhưng mà chỉ bắn được 5 thì ngâm một lúc chỉ bắn được 10.
làm cái tài khoản của nước. Rồi. Đây chị. Chị em làm xong rồi khi nào em làm được thẻ chưa? Sau một tháng. Khi nào công ty phát sinh đủ đưa vào đây thì làm thẻ tín dụng luôn nhé. Ồ thì cái như này tín dụng phải có tiền cơ. Chị trẻ tín dụng luôn, nó là cái thẻ có tiền sẵn trong đấy mà. Chị có đặt trước. Ủa kìa, em để dưới kia thôi. Có ảnh đâu mà từ từ em tìm cái ảnh nắm lười trong cái kia lắm. Cái ảnh còn đang Nam hay số điện thoại là gì? 0349 chị cho em Zalo để em đặt con luôn. Zalo của chị ạ? Vâng. 0367 0367 567139 số Zalo chị đừng 0367 567 139
Phòng này là phòng phòng nào đấy? Bên cạnh đó. Ba phòng rồi. 03 62 226 403. Chỉ một tên là mình. Họ bảo tên luôn đúng không? Tên. Thế bây giờ có phòng hết rồi đúng không? Đó phải. Biết lấy tầm bộ của một phòng không? Chị cho em, ví dụ em nợ xấu, nhưng mà em có thể tín dụng của ngân hàng khác thì có chuyển sang ngân hàng này được không? Sang ngang á? Vâng. Nợ xấu thì không làm được, nhưng mà nếu em có thẻ ở bên khác thì chị sang ngang được từ 50 triệu nhé. Ừ, thì em nợ xấu nhưng mà em lại có thẻ ở bên khác, ở bên tách. Không, vì vẫn phải trao lịch sử tín dụng mà. Nợ xấu được, ai cũng thuê. Còn không xấu hẳn đâu chị ạ? Xấu hẳn đâu chị ạ? Không thuê. Anh không giới thân bạn bè là khách hàng mà có hưu trí muốn vay thì giới thiệu qua chị nhé. Có cái gì chị? Giờ này nói vay sắc tháo thế. Có cái gì vay? Khách hàng là hưu trí như bố mẹ ông bà của mình ấy, mình yêu ấy, nói vay sắc tháo thế. Giờ đây không thấy ạ? Nhưng mà giữ hộ khẩu đâu cũng được chị. Thái Nguyên em ạ. Ok ạ. Tất cả các huyện trong tỉnh này là Thái Nguyên. Xong rồi chỉ là Thái Nguyên. Phòng kia là có phòng là đối diện đây à? Đâu hết rồi, ba phòng thôi. Thế chị mới đi là phòng này. Về phòng dưới tầng 1. À, cái này hết rồi. Tiêu xong lấy tiền nữa em bù vào. Bù vào á? Tiêu trước trả sau thì bù vào thì bù vào thì đi đáo hạn. Tiền thật khá là có được tiêu rồi. Có làm cái này là bù tiền. Chơi tập bật chơi đi. Cái này là chị ăn đợi ơi. Để mình trước. Mình tiêu trước xong mình không trả sau được không? Được. Được đi dùng. Thành nhận xấu cũng. Xấu rồi. Nhận xấu cũng được. Tôi đi gần nơi đâu. Thôi đi. Với giới hạn được tiêu bao nhiêu mấy. Thì tùy thẻ tín dụng của em được cấp bao nhiêu không? Hạn mức bao nhiêu không? Chắc có thể vết tầm 30. Không, nó bình thường nó không có 30 lắm. Còn là 20, 50, 100. Được, 20 tiền. Tôi không rút được. Rút được chứ. Rút được cái tem 400. Rút được cái tem là 400, còn em rút ở ngoài
ví dụ như từ ngoài thì chứ ta, xong lấy tiền đâu trả người ta làm dịch vụ thì chỉ mất độ tầm 200. Cho nó vay tiền hay làm quản lý được của em nhá. Mà anh Sơn trả lương cao lên để làm hạng lúc cao lên. Em có vay không mà em không có tiền trả được. Chị có gói nào cho nợ sống không? Có gói nào cho nợ sống đi. Có luôn á. Qua đủ lương xong 2, được 3 tháng thì chị tính nhá. Có kìa. Có luôn à.
Tết về đấy thì cũng là không chán buồn còn cháu chán thằng này 25 tuổi là đúng có đủ kiểu chả sẽ bằng việc nữa có ăn toàn năm rồi với hôm đang cũng chết luôn rồi. Ở đâu đây là đâu đâu rồi tôi chết em à? Vâng, thằng ấy nó ở gần nhà em vừa mới vào cũng là giàu đấy xong lớn lên là nó chuyển đi à? Đâu vẫn là em nhà em chuyển đi rồi ta sẽ buổi bằng cả ngày hôm qua lú luôn năm anh đang sáng được 600 chiều 600 tối 600 36 8 18 nhẹ nhàng mà đi ra tuổi với được mấy con ngon thì nó lên 2k 2k rưỡi dễ không đi nhẹ nhàng thế. Lấy có 100 lên 500 một mẹ ba con kia xếp nhau nhiều lúc buổi sáng ấy đến chiều là bắt đầu là sự khác biệt nó nhảy lên nè sáng là còn vớ được mấy cái tôm kia nhưng mà chiều là cách biệt nó lên bắt đầu lên nhiều đứa là nó còn giãn ra nhiều đứa làm được đứa không ấy cách biệt của người có thể là người không cái sáng là chỉ vớ được đi một tôm thôi không biết là đi về chỗ anh khai được là kho nhất đấy cũng gần trong khu vô quán ngoài chỗ nào khác nào đấy cứ vào là vá 10 luôn cứ đi mẹ cứ anh bắn 2 phát 10 phát đầu tiên rồi luôn bắn tiếp phát 10 nữa nếu mà còn đâu đâu nó xuống 5 được phát lên 10 còn nếu mà không lên 10 được thì mẹ chỉ bắn 5 nó mà hoặc là con nào cảm thấy
nó ở đằng trước kia nó bay được, nó bay được 10 rồi thì đã từng bay được 10 nhiều rồi thì nếu mà bay được 1 năm thì ngâm đấy nó được 10. Hello. Chuẩn bị chín chiến rồi đấy, tay được nhiều quá. Con nhưng mà để cắm ồ con cắm ăn đén rồi đó. Đã bấu quay mắc rồi. Ngay chứ. Để cho đợi em buồn. Quá yêu ai em mình bắt đế lên
của Mỹ Thịnh. Ba tiệm thì là muối hết không? Xin lỗi như hôm nay mình không thể chăm chút vào cái các cửa hàng của mình được. Xem một phát thôi mà, mày thử luôn nhá. Không tắt mắt đi được. Sao nó làm video nó đấy. Đi xem thử con đi, xem đi. Con quế, con quế. Đấy. Ra đây. Speed tăng 125. Xem cái video thôi. Mình tắt video đi mà. Anh ra chạy ghế đấy, ngồi xem lại xem video rồi. Mẹ này cái mình tắt màn hình đi, anh xem video thì nó phải hơn. Có mấy game sushi rồi anh xem không? Sao được rồi, vào đây. Đấy.
thì bán gì đây? Ơ? Anh lại đại vương, anh lại đại vương nhá. Kia lại mua đề đấy. Nó lên mấy sao, mấy sao đấy mà. Ơ, gà nó không mất đi nhỉ? Mất tiền. Tiền không? Chỉ có 2 sao. Mày up lên tiếp rồi nó reset tiếp, còn bây giờ 2 sao. Lại mày xem tiếp, thôi đi. Mẹ game nào của anh cũng mẹ nhà cao cửa rộng hết. Không game nào được luôn. Phải quả game chỉ nhìn ra chạy đi, chạy không biết sao được. Con gà đen đen thì nhìn quái thai thôi. Cháy luôn. Vậy nhà tao lấy cái này từ mắc lát luôn nào. Ủa em có lát không? Chạy còn lầm. Rồi, giờ tao lấy không? Thì tao lấy cái nào vậy thế? Ê, mấy thằng kêu con tài chạy còn lầm nhé. Không. Thôi rồi lát, như vậy, nó sẽ nè mà. Nó vẫn đi kìa. Tại quanh mở nhiều quá không anh? Anh để lâu quá rồi, anh đi xem lại. Để mấy ngày rồi. Thì... Học lên sạch kiểu là đéo là nhiệm vụ rồi. Để đánh cái đồng vàng đéo áp cái này nữa.
Ê ra, anh ra với chỗ Hà giống nhau đấy. Sao giống nhau? Sao trong kìa? Không. Sao? 7, à đâu 5K7 với 5K7. 560, 589. Nhất đi. Bắt đầu các gamer bắt đầu làm việc rồi. thư giãn. Có khi không nâng cấp ít quảng cáo hơn, ít thông báo hơn. Nâng cấp về gì? Game gì? Bọn mấy game ấy, nâng cấp xong nhiều thông báo quá.
Đang chơi thì cái đấm bốc nào à? Dạ. Hả? Đấm bốc này này. Phòng ghi này này. Em chưa. Em có chơi được. Em chỉ cho lên đến mấy cái xe chạy xe đạp thôi. Xe đạp chỉ đeo một đẳng cấp đây. Đâu anh quay lại rồi. Lên lửa rồi. Em chưa lên lửa. Chèo thuyền rồi đây. Chèo thuyền chưa? Chờ lên quả đồng chưa? Bố tiền này. Nhưng mà đến tầm đến giờ này là giãn rồi, là thẻ cũng kiện tật kiện tật rồi đúng không? Không quay đi thôi. Thế đâu để chi đâu. Chơi đúng. Bạn vừa vừa luôn. Đứa trẻ chạy này chưa? Chạy mặt con mẹ nó người. Đúng người thì đã mất chuyện tập ghi như thế. Đúng mày là người đi chạy chạy. Của em đang là treo cái dây một dây treo một dây ở lưng treo trước cái này chứ cái này là ô đến đâm bốc lên lửa đấy chưa đến chèo thuyền đến chèo thuyền đấy chèo thuyền bật gió đấy đang đến đâm bốc cái đôi đâm bốc quây 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 rào cái vàng kia rồi để lại 50 cân để đắp vàng nhá 50 cân ra để tạo cái áp lên được 50 cân này 2 cái để trả
Ừ, nó vẫn là 50 cân, 3 ngày 50 cân liền. Đảng viên đã có sự đổi mới. Đi con ơi, tôi phải con nữa đi. Xe đạp này đéo gì thay đổi lắm. Nam dẫn không xong tắt được cái gì nhé. Quăng một ca này. Đây đây, quay một cái người đây. Bốn con đầu rồi các ra người. Vâng. Hôm nay quá. Hôm qua anh định lấy tiền mặt để ấy để trả bánh mì nhưng mà bà kia tiền mặt của em nó cũ ấy. Nhưng mà bà kia không cần phải cay được mua cái bánh mì 17.000 mà phải trả bao nhiêu? 34.000. Ai đấy? Bà già. Em làm thì đúng đốt cái nhà luôn. Ê, bà phải nhìn thấy cái bill thành công. À, nhưng mà mình chuyển mẹ trừ tiền mẹ mình rồi nhưng mà bà cái bảo bà phải nhìn thấy cái thành công cơ. Bà
không muốn phải dài vào đến tối. Gần này càng nhai càng ngọt nhé. Bánh đi. Con kia. Kia. Con được ấy. Được bắn rồi, không thấy đâu. Có thấy bắn không nhỉ? Lâu quá, đánh chậm cao su rồi. Sao đánh chậm cao su vậy? Giờ nó hết thịt rồi, nó còn gất thôi. Được đi mà. Alo. Nước rồi. Chị em vẫn còn. Chị em vẫn sống được.
Ở đây em sống được một tuần. Hôm nay em chỉ sống được một buổi thôi. Tí ra mới được tiền, tiền tay của em hết rồi. Sao này? Cái gì mà nhìn thôi? Mày cũng sập cây lại như thế, sập cây lại. Đời rồi. Đời em hơn đấy rồi. Cây dẫn một tử lắm. Chín trăm rồi. Vẫn có video, vẫn có ảnh anh ra ấy, hình vẫn có anh ra ngồi đấy. Ảo đi lây lâu thì hiểu mặt căng ra được mặt video của mặt video đâu không mặt video quay nó đi lây đâu nhỉ. Từng chẳng mấy bụi kia. Một cơm. Nó bị kiểu không động nào lại không chỗ theo. Ôi. Mình nghĩ, mình nghĩ. Ê. Nhào.
lâu rồi trai em nhá. À, hôm nay em cùng với buổi live stream buổi trưa em nay cùng mình em buổi trưa vui vẻ nhá. Em có thức nhớ vào live buổi phụ cái vui của mình nhá, có rất nhiều. Cũng rất nhiều. Ừ, chào các bạn nhé.